Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 11 của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước cần có cách tiếp cận bình đẳng và chi phí phù hợp với vaccine cũng như thuốc đặc trị COVID-19 tại hội nghị cấp cao G20. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá thực trạng tại các tỉnh miền Trung sau đợt mưa lũ lịch sử nhằm sớm đưa ra các giải pháp hỗ trợ người dân vùng lũ khôi phục sản xuất. Cú hích COVID-19 đòi hỏi ngành giáo dục Việt Nam cần nhanh chóng chuyển đổi số bền vững. Những thành quả đã đạt được, khó khăn và tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào đêm qua, từ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị cấp cao của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề Vượt qua đại dịch, phục hồi tăng trưởng và việc làm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các nước cần có cách tiếp cận bình đẳng và chi phí phù hợp với vaccine cũng như thuốc đặc trị COVID-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nước G20 đã đạt được kết quả quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là nghiên cứu sản xuất vaccine và phối hợp chính sách vĩ mô trong phục hồi kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh, do đại dịch COVID-19 có quy mô và mức độ tác động chưa có tiền lệ, vì thế các nước cần tăng cường phối hợp chính sách toàn cầu, đoàn kết hành động và đề cao hợp tác đa phương theo hướng chủ động thích ứng trong giai đoạn bình thường mới, triển khai đồng bộ và hài hòa phục hồi kinh tế, đi đôi với bảo đảm phòng chống dịch COVID-19. Về hợp tác y tế, cần có cách tiếp cận bình đẳng và chi phí phù hợp với vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Hợp tác xây dựng chuỗi sản xuất cung ứng vaccine, nâng cao năng lực ứng phó với quy mô toàn cầu là hết sức cấp thiết. Chúng tôi hoan nghênh và mong muốn các nước G20 trước hết là xây dựng thỏa thuận sản xuất vaccine với các đối tác trên toàn cầu thông qua chuyển giao công nghệ cùng với bảo hộ sự trí tuệ, qua đó đẩy nhanh quá trình sản xuất phân phối vaccine quy mô lớn. Thứ hai là cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho các nước đang phát triển. Về kinh tế, cùng với kiểm soát dịch COVID-19, các nước cần tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư qua biên giới, duy trì các chuỗi cung ứng, nhất là các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, trang thiết bị y tế. Việt Nam ủng hộ hội nhập tham gia thương mại đa phương dựa trên luật lệ, tự do, mở, công bằng, minh bạch và bao trùm với WTO là trung tâm. Chúng tôi mong G20 đóng góp tích cực vào cải cách WTO trên nền tảng vững chắc cho thương mại đa phương. Đêm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục tham dự phiên thảo luận thứ hai của hội nghị về chủ đề xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu. Hôm nay, các lực lượng sẽ bắt đầu tìm kiếm ở dưới lòng suối 12 nạn nhân còn mất tích do sạt lở ở công trình thủy điện Rào Trăng Ba, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường lực lượng để đào, đắp ngăn đập cao hơn 3,5 m, rộng 5 m, trải dài giữa hai bên bờ sông trên 15 m. Công việc có bị chậm lại do mưa to 2 ngày trước làm sạt lở và trôi một phần đất đá ngăn đập. Ngoài ra, các bộ phận khác vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng công binh đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công, chuẩn bị phương án để hộ đê ngăn dòng chảy, tránh lượng nước trên nguồn chảy về quá lớn, có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập. Ban Cứu trợ Trung ương vừa ban hành kế hoạch phân bổ kinh phí 45 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân 11 tỉnh thành các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Cụ thể là phân bổ hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam mỗi tỉnh 12 tỷ đồng, Quảng Bình, Quảng Trị mỗi tỉnh 5 tỷ đồng, hỗ trợ 2 tỷ đồng với từng tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Nghệ An, còn Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai thì mỗi tỉnh là 1 tỷ đồng. Đối tượng hỗ trợ gồm các hộ gia đình có nhà bị sập, trôi hoàn toàn, hư hỏng nặng do mưa lũ, ưu tiên các hộ nghèo, hộ chính sách và người có công với cách mạng. Cơn bão số 12 vừa qua gây mưa lớn, nước lũ dâng cao tại tỉnh Phú Yên. Người trồng rừng thiệt hại nặng vì rừng trồng bị ngã đổ. Có nhiều hộ dân, tỷ lệ rừng bị thiệt hại chiếm đến 90% diện tích đầu tư. Hiện người dân các xã miền núi đang khẩn trương thu hoạch trên diện tích bị thiệt hại để trồng lại rừng. Tuy nhiên, khó khăn phát sinh lúc này là khan hiếm giống và giá giống cây lâm nghiệp đang tăng rất cao.
Gần 10 ngày nay, rất đông nông dân trồng rừng trên những diện tích dọc DT643 đi qua các huyện Tuy An và Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, tập trung khai thác rừng trồng. Điều dễ thấy nhất là tất cả các vườn keo ở đây đều ngã đổ và cây còn rất nhỏ. Đang ở năm thứ 2 hoặc thứ 3, rừng keo 3 năm tuổi đang xanh tốt của chị trai sau bão đã tan tác. Thiệt hại thì nếu mà cái đây là 3 năm là bán cũng được tầm độ 40 triệu một hectare ấy, mà giờ gãy với là bán cỡ có chưa đây 10 triệu. Thiệt hại cũng khá, cũng một số vốn nặng nề đó, bỏ ra ví dụ đâu 30 triệu. Thu hoạch lên nào keo là giá keo 70, 75, 80. Một hectare keo đầu tư ban đầu 24 triệu đồng. Và chăm bón đến năm thứ 3 thì suất đầu tư cũng tăng lên đến 30 triệu. Sau bão số 12 thì ba huyện Đồng Xuân, Tuy An và Sơn Hòa, diện tích keo ngã đổ 700 hectare, với tỷ lệ thiệt hại thấp nhất là 30% và cao nhất 70%. Nếu keo là từ 2 năm đến 3 năm thì bắt đánh luôn. Giờ mình đâu có được thu được đâu, cái gì đâu có vốn để mình trồng lại. Điều nhất, điều thứ hai thì nhiều lúc cây giống thì cũng cao hụt, thiếu. Một hecta keo bị ngã đổ từ 3 đến 70%. Bán lúc này thu vào chỉ bằng 1/3 so với đầu tư ban đầu. Đã vậy, sau thu hoạch rừng ngã đổ, muốn đầu tư trồng lại thì rất khó. Vì giống đang khan hiếm do số hộ trồng rừng phát sinh sau bão tăng lên. Lúc này giá keo giống đã tăng lên ở mức 1.100 đồng một cây, nên thiếu vốn trồng rừng sau bão là điều mà hầu hết người dân đang gặp phải. Sớm đưa ra các giải pháp hỗ trợ người dân vùng lũ khôi phục sản xuất. Đó là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ngay lập tức lập đoàn đánh giá thực trạng tại các địa phương miền Trung để đưa ra khuyến nghị với từng loại nông sản, giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế. Mục tiêu đề ra là hỗ trợ đến đâu, chắc ăn đến đấy, đảm bảo thực phẩm tại chỗ và bước đầu có thu nhập cho người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tại Quảng Trị, thiệt hại nặng nề nhất là cây tiêu. Qua khảo sát thực tế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khuyến cáo nông dân phải xử lý triệt để các sinh vật gây hại trong đất, sau đó tiến hành chăm sóc. Nơi nào bị bồi lấp quá sâu thì cần chuyển đổi sang trồng màu hoặc các loại cây thích hợp. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có một cái kế hoạch là xây dựng một cái chương trình khuyến nông đột xuất và giúp cho bà con xây dựng thiết kế lại những cái mô hình mà có thể tái sản xuất một cách bền vững được. Còn tại Quảng Bình, bão vừa dứt, những nông dân như chị Liệt cũng bắt tay ngay vào sản xuất. Chị có cách làm sáng tạo là ngay trong mưa bão ươm rau giống và sọt cất trong nhà kho. Nhờ vậy, gần 1.000 cây su hào vẫn ra mầm để có thể cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Năm nay là vì thời tiết quá khắc nghiệt, trong vòng một tháng mà đến 3 cây lũ, rồi là bão nữa. Thế nên cái cách khắc phục của gia đình tôi là chỉ có bằng cách là đưa cây giống vào trong sọt để mà có khí mà nước rút là có thể đưa ra vườn cho kịp thời vụ. Chúng tôi đã kêu gọi cái sự hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp với cái sự hỗ trợ 4,2 tấn giống rau và 5 tấn giống ngô nếp ngắn ngày thì chúng tôi đã phân về cho các địa phương và hiện nay một số địa phương đã tranh thủ cái thời tiết nắng ráo và đã làm đất và đã gieo trồng một số cái loại rau. Hiện các tỉnh còn lại cũng đang tiếp tục đánh giá thiệt hại, đề xuất hỗ trợ nguồn giống cây trồng, đồng thời đợi nước rút hoàn toàn để lên kế hoạch sản xuất vụ lúa đông xuân vào giữa tháng 12. Như vậy là từ nay đến Tết thì cần tập trung trồng ngay rau màu và nuôi gia cầm. Khuyến nghị này của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được đánh giá là thích hợp và là giải pháp để hỗ trợ tạo sinh kế cho người dân sau mưa lũ. Làm thế nào để nông dân khôi phục sản xuất chắc chắn có hiệu quả? Đây cũng là vấn đề được đề cập tại cuộc họp với các bên để đánh giá tiến độ khôi phục sản xuất vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, bên cạnh việc quyết liệt triển khai trồng ngay 23 tấn hạt ngô giống và gần 16 tấn hạt rau giống đã cấp phát, các bên cần phải tính toán kỹ cơ cấu giống, nhu cầu và thị trường để cân đối nhằm đảm bảo thu nhập cho nông dân. Hiện nay cái con ngắn nhất là cái con nhà cầm. Chỉ có 60, 70 ngày tuổi, 80 ngày tuổi là bán được. Từ nay đến Tết, đúng không ạ? Hết sức chú ý cái chỗ đó. Chỗ nào nuôi được thì hạt hỗ trợ. Không thì vệ sinh môi trường, chuẩn bị kỹ thuật, đúng không ạ? Để ăn Tết xong nàng. Hiện gần
gần 8.000 hecta cây vụ đông bị thiệt hại do mưa lũ đang được nông dân khẩn trương trồng lại rau màu. Các địa phương cũng tiếp tục đề nghị hỗ trợ thêm về giống khoảng 6.000 tấn lúa, hơn 360 tấn ngô và 55 tấn hạt rau. Khi mà ở địa phương có cái văn bản lên thì ngay lập tức có thể nói chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xuất cấp theo quy định, tức là những cái gói xuất cấp mà trị giá dưới 3 tỷ theo quy định là thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì có thể nói là các cái gói hỗ trợ 3 tỷ ở đây tập trung vào giống rau và giống ngô nếp thì có thể nói là đã cấp một cách rất là kịp thời. Về lâu dài, việc tìm kiếm các nguồn vốn để khôi phục hạ tầng nông nghiệp và xây dựng hạ tầng phòng chống thiên tai như nhà chống lũ, nhà sơ tán dân cũng là nội dung được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn song song tập trung triển khai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng lúc khó khăn do thiên tai để buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và gây thiệt hại cho bà con nông dân. Chuyển sang thông tin khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đề nghị thu hồi 2 giấy phép với chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Nhật. Tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét thu hồi giấy phép về hoạt động điện lực và đề nghị xử phạt việc không thực hiện quan trắc và vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tỉnh cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tước quyền sử dụng giấy phép, thu hồi giấy phép khai thác sử dụng nước mặt đã cấp cho công ty. Trong đợt mưa lũ vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Những nội dung đáng chú ý có trong phần tiếp theo của bản tin. Nhiều nhà máy thủy sản đang tích cực tìm ra hướng đi mới để giải quyết bài toán khó do tác động lâu dài của đại dịch Covid-19. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, một trong những địa điểm tại Hà Nội cấm khách tham quan hút thuốc lá để đảm bảo sức khỏe cho mọi đối tượng tham quan. Cụm công trình kênh nối đáy Ninh Cơ vừa chính thức được Bộ Giao thông Vận tải và Ngân hàng Thế giới khởi công tại Nam Định. Công trình nằm trong dự án phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Dự án bao gồm các hạng mục chính, đó là xây dựng kênh nối giữa sông Đáy với sông Ninh Cơ với chiều dài khoảng 1 km, âu tàu dài 180 km và cầu vượt kênh nối sông Đáy Ninh Cơ. Tổng mức đầu tư cụm công trình hơn 100 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay ODA của Ngân hàng Thế giới gần 79 triệu đô la Mỹ, phần còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Công trình kênh nối đáy Ninh Cơ là một hợp phần quan trọng của dự án phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, giúp cho tàu có trọng tải 3.000 tấn đi sâu vào đất liền đến cụm cảng Ninh Bình, Ninh Phúc. Công trình hoàn thành sẽ tạo sự kết nối hệ thống hạ tầng đường thủy nội địa với vận tải ven biển giữa 14 địa phương khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, dự kiến là sẽ hoàn thành vào giữa năm 2022. Tính đến cuối tháng 10 năm 2020, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 6,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Với hơn 12 tháng thấm đòn trước tác động chưa từng có của đại dịch Covid-19, ngành thủy sản đang đứng nhiều thách thức về nguyên liệu, thị trường, lao động, vân vân. Và để vượt khó khăn đó thì hiện nay nhiều nhà máy thủy sản đã đưa ra những hướng đi mới. Ghi nhận vấn đề này tại đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù doanh thu đạt khoảng 21 triệu đô la, tức tăng hơn 5% so với kế hoạch đề ra, nhưng trước hàng loạt khó khăn từ đại dịch Covid-19, doanh nghiệp này phải hợp khẩn các đơn vị thành viên và đưa ra những hướng đi mới. Chúng tôi cũng sẽ tập trung là đa dạng hóa thêm một số mặt hàng chế biến sâu, giống như là hàng sushi, hàng tẩm bột hay là hàng hấp để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Đây là sản phẩm tôm đang chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Nhờ chế biến bóc vỏ, đặc biệt là đóng gói khá bắt mắt, nên một ký tôm như thế này khi xuất khẩu có giá hơn là 12 đô la Mỹ, tức là cao khoảng 30% so với sản phẩm tôm thông thường. Còn tại nhà máy này, trước bối cảnh khách hàng ăn uống tại nhà nhiều hơn ngoài chợ, để hàng hóa thủy sản đến tay người tiêu dùng, buộc đơn vị phải tiếp cận phương thức bán hàng mới. Thường mình sẽ bán vào những cái kênh mà bán siêu thị hoặc là bán online, thì những cái sản phẩm nó sẽ được ưu tiên, nhà máy mình sẽ được ưu tiên cung cấp những cái sản phẩm như vậy thì mình sẽ bán dễ hơn. Các nhà máy cũng đang tích cực xây dựng các vùng nguyên liệu đảm bảo cả sản lượng lẫn chất lượng để tận dụng tốt cơ hội khi thị trường xuất khẩu khôi phục trở lại. Cùng với đó là chăm lo thật tốt các chính sách để giữ chân người lao động. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với lĩnh vực đặc thù mang tính mùa vụ như thủy sản.
Hội đồng đội Trung ương đã phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Trẻ Em Thế Giới với chủ đề Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho mọi trẻ em và trao giải thưởng cuộc thi ảnh Việc Tốt Vì Trẻ Em. Sau gần một tháng phát động cuộc thi ảnh Việc Tốt Vì Trẻ Em đã thu hút được hơn 4.000 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc. Các bức ảnh là lời kêu gọi hành động vì một môi trường xanh, sạch đẹp và an toàn cho trẻ em. Cùng tại buổi lễ, các đại biểu và hơn 500 trẻ em đã cùng thu gom phế liệu để đổi lấy cây xanh nhằm thực hiện hóa các hành động chăm sóc và bảo vệ môi trường và hưởng ứng chủ đề của Ngày Trẻ Em Thế Giới năm 2020. Tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 749 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, giáo dục là một trong 8 lĩnh vực trọng điểm cần được ưu tiên chuyển đổi số. Sự tham gia của công nghệ thông tin sẽ làm thay đổi tích cực cách một cơ sở giáo dục tiếp cận với người học, cách giảng dạy hay liên hệ với nhau, việc vận hành và quản lý trường học. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng được trao đổi tại Diễn đàn Giáo dục và Triển lãm Học đường 4.0 diễn ra vào ngày 21 tháng 11. Trong thời điểm mà dịch COVID-19 bùng phát, các em học sinh phải nghỉ học, thì một chiếc điện thoại di động cũng có thể trở thành lớp học đặc biệt. Các tiết học trực tuyến với thời khóa biểu giống như trên lớp. Thông qua ứng dụng VNPT e-learning, giáo viên tại trường học này có thể soạn giáo án điện tử từng môn, giao bài tập về nhà cho học sinh. Phần mềm có thể giúp giáo viên thống kê phổ điểm để nắm bắt được tình hình việc học của học sinh trong giai đoạn nghỉ như thế nào và có thể điều chỉnh được học liệu đưa lên để cập nhật kiến thức cho các em. Chúng tôi đã ứng dụng những công nghệ như nhận diện giọng nói thì giáo viên hoàn toàn là có thể đọc điểm, đọc nhận xét trên ứng dụng. Chúng tôi ứng dụng công nghệ về nhận diện khuôn mặt, học sinh đến lớp là hoàn toàn có thể điểm danh bằng khuôn mặt. Ngoài ra thì chúng tôi ứng dụng những công nghệ về điện toán đám mây, các cơ sở giáo dục hoàn toàn có thể tạo ra những cái sai quản lý của mình mà chỉ một vài các click chuột. Chuyển đổi số trong giáo dục không đơn thuần chỉ để phục vụ công tác dạy và học của giáo viên trên lớp. Ví dụ như với sản phẩm công nghệ này, phụ huynh không cần phải ở trong lớp học với con, cũng có thể biết con có đang ở lớp hay không, học bài gì, hoàn toàn tự động qua ứng dụng điện thoại thông minh. Giáo dục truyền thống thì sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào giáo viên, nhưng giáo dục hiện đại thì không. Bởi vì nhu cầu 4.0 mà, thì mong muốn tất cả mọi thứ đều được kết nối. Về cái việc làm ok, một bạn học sinh đi học thì phụ huynh ở nhà cũng sẽ biết con đang học cái gì. Con học ở trên lớp ra sao, nhận xét của cô đối với con như thế nào. Theo số liệu báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tháng 9 vừa qua, Việt Nam có 79,7% học sinh được học trực tuyến. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình chung của nhóm các nước thuộc OECD. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã đánh mã định danh và số hóa thông tin hồ sơ của 23 triệu học sinh, hồ sơ của 1,4 triệu giáo viên thuộc 53.000 trường học trên cả nước. Vấn đề mình tiếp tục phải nâng cao cái nhận thức, cái khó khăn để cho tất cả các nhà trường cho đến từng giáo viên, học sinh đều nhận thức được cái sự tất yếu của chuyển đổi số trong ngành giáo dục. Cái khó khăn thứ hai về cái cơ sở hạ tầng, viễn thông cũng như là các cái cơ sở vật chất đấy, để làm sao để các cái hệ thống mạng được thông suốt và có cái sự đáp ứng được các cái yêu cầu của giáo dục. Dịch COVID-19 vừa qua tạo một cú hích lớn cho các cơ sở đào tạo, giáo dục Việt Nam thay đổi mô hình giảng dạy, vận hành của mình. Việc ứng dụng các công nghệ sẽ giúp người học được trải nghiệm các kiến thức từ sách vở mà trước đây phải dùng trí tưởng tượng để hình dung, cũng như giúp các nhà quản lý giáo dục chủ động trong công tác quy hoạch cũng như đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên dữ liệu thay vì kinh nghiệm thuần túy. Thành phố Hà Nội đã vào mùa ô nhiễm không khí. Từ tháng 10, số liệu ghi nhận có nhiều ngày chất lượng không khí ở mức kém. Và từ tháng 11 là giai đoạn bắt đầu có những ngày mức độ ô nhiễm nghiêm trọng hơn. Cụ thể thì tháng 11 xuất hiện nhiều ngày có chỉ số AQI ở mức xấu, mức màu đỏ. Nếu so sánh với tháng 11 năm ngoái có 5 ngày ở mức cảnh báo màu đỏ, thì năm nay, tính đến ngày hôm qua, đã có đến 11 ngày. Cho thấy ô nhiễm không khí đang có xu hướng gia tăng. Theo diễn biến các năm trước thì từ tháng 11 đến tháng 2 sẽ là cao điểm ô nhiễm không khí khi mức độ và tần suất xảy ra ô nhiễm cao hơn. Ngoài nguyên nhân gây ô nhiễm vốn có là khí thải từ giao thông, từ các công trình xây dựng, công nghiệp và hoạt động dân sinh thì lại có thêm những điều kiện thời tiết bất lợi như là trời lặng gió, sương mù, nghịch nhiệt hay là thiếu bức xạ mặt trời sẽ khiến bụi mịn bị kìm giữ lại trong không khí, không khuếch tán được làm mức độ ô nhiễm nặng hơn. Cấm hút thuốc lá là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng các điểm du lịch văn minh, an toàn, thân thiện với môi trường.
Đây không chỉ là tiêu chí được nhấn mạnh trong luật phòng chống tác hại thuốc lá, mà còn là một trong những chủ đề được các tổ chức quốc tế hỗ trợ tích cực cho các địa điểm du lịch. Câu chuyện tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học là một trong những địa điểm tham quan học tập quen thuộc của học sinh ở đủ mọi lứa tuổi. Với các trường mầm non, đây còn là một địa điểm an toàn vì có không khí trong lành. Quan trọng nhất là không có người hút thuốc lá. Nếu mà tiếp xúc với quá nhiều chất độc hại thì là sẽ ảnh hưởng đến con rất nhiều. Nên là thường như chúng tôi đang chọn đến những cái khu vực mà tuyệt đối là không có hút thuốc để cho các con đến chơi và trải nghiệm. Tại khu vực trưng bày trong nhà rất khó để gặp những tấm biển cấm hút thuốc. Dù nhiều mẫu vật trưng bày được làm từ vải hay giấy, những vật liệu dễ cháy. Tuy nhiên, theo các cán bộ của bảo tàng, gần như chưa có một trường hợp nào vi phạm. Nguyên nhân là đây. Ngay từ khi vào cổng, mọi khách tham quan đã được nhắc nhở về quy định cấm hút thuốc. Và trên mỗi tấm vé đã được in sẵn biểu tượng cấm hút thuốc. Không hút thuốc lá trong khuôn viên bảo tàng cũng là nội dung được đưa vào các bài thuyết trình của hướng dẫn viên. Khi chúng ta hút thuốc thì thứ nhất là sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng đến các di tích lịch sử của chúng ta, chẳng hạn như là cháy. Một tín hiệu lạc quan trong quá trình xây dựng các điểm du lịch không khói thuốc đó là sự đồng tình từ chính các khách du lịch. Vì có sẵn có chủ trương và những cái quy định đã rất là rõ ràng rồi ở trong các không gian, cho nên khách tham quan cũng thực hiện khá là tốt. Và bên cạnh đó chỉ có một số những cái khách mà có thể là họ chưa để ý, thì khi mà được các cái cán bộ của bảo tàng nhắc nhở thì họ cũng đều tuân thủ rất là đúng các cái quy định. Tổ chức Helpbit Canada cũng như là Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tổ chức được một cái khóa tập huấn cho tất cả các cái anh chị em mà sẽ tham gia trực tiếp vào cái thực hiện cái mô hình không khói thuốc. Và tiếp đi đấy thì cũng đã gắn thêm các cái biển về không hút thuốc, đưa những cái biểu tượng và đưa những cái thông tin vào các cái tờ rơi. Ngoài Bảo tàng Dân tộc học, hầu hết các địa điểm du lịch khác tại Hà Nội cũng đang tích cực hoàn thành tiêu chí điểm du lịch không khói thuốc lá. Theo quy định mới từ ngày 15 tháng 11 thì khách du lịch hút thuốc tại các địa điểm này có thể bị phạt tới 500.000 đồng. Với những khách không chấp hành sẽ không được tiếp tục tham quan. Và trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết cho các thành phố. Đến đây bản tin thời sự xin được khép lại. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị khán giả có thể xem trên website của VTV Go hoặc cũng có thể tải ứng dụng VTV Go trên kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.